Chào bà con đang đến với kênh LTK Bonsai. Cảm ơn quý bà con đã ủng hộ kênh cũng như ủng hộ nhà vườn. Hôm nay em lại ghé lại chỗ của anh Quỳnh Xứng, địa chỉ ở ấp Tân Lộc, xã Tân Dương, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, để giao lưu với quý cô chú anh chị một số mặt hàng bông trang trang tàn ha quý cô chú anh chị. Rồi, chào anh Xứng ơi. Dạ, mến chào anh Quang, mến chào kênh LTK Bonsai ha. Mến chào cô chú anh chị đang xem kênh ha. Dạ, hôm nay em cũng nhà vườn em tiếp tục lên bông trang cũng như là mẫu đơn các loại nha cô chú anh chị. Vàng đủ loại chân ha. Phơm này phơm lùng lực cũng đế sắp luôn ha, chân này chân vàng ha. Địa chỉ của em là xã Tân Dương, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu của em là 0907 086 124. Đó cũng là số Zalo của cô chú anh chị. Rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ con ha. Hôm nay mắc thời gian vô số 1 là cây vàng lá nhỏ. Nó chân vàng lá nhỏ phơm cái này lùng lực ha. Này tàn mâm soi rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Đang lên bông lên qua gực chân ha. Cái này nó mới búp bông rồi nha. Cái này là bông ngay Tết nha cô chú anh chị, em bao bông ngay Tết luôn á. Rồi. Cây mã số 1. 36 nha. Dạ. Rồi cây mã số 1 có chiều cao là 90 ngang 1 m. Cao 90 ngang 1 m, mã số 1. Phơm tàn này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó lùng lực ha. Cây rồi em bao bự bao già. Quanh đây 17 ha. Em đo sát trên đây ha. Cây bao già luôn ha, thoát thân khoảng hơn tấc đó, cây cũ nở đế đều ha. Đó, cây em bao đẹp luôn, bao già. Đế có hết trơn ha. Rồi cây mã số 1 giao lưu của chú anh chị 1 triệu ha. Em bao sống bao ship toàn quốc 1 triệu. Mã số 1 rồi, gọi cây vào. Rồi mã số 2 cũng là vàng lá nhỏ ha. Cái form này mà tàn mâm soi lùng lực rất là đẹp nha chú anh chị. Đó, cái tàng mâm soi ha. Mã số 2. Rồi mã có chiều số 2 có chiều cao 90 ngang 1 m. Cao 90 ngang 1 m mã số 2. Cái này là bông em bao ngay Tết nha nghe con chị, đang lên búp rất là nhiều ha. Cây em bao già luôn, hoành 16 ha. Thoát thân cũng khoảng tắc đó, ngủ nở đấy đều. Rồi mã số 2 em giao luôn của chú anh chị 900k, em bao sống bao ship toàn quốc 900.000. Rồi đó cây. Rồi mã số 3 cũng là cây chân vàng lá nhỏ ha. Đó, mã số 3. Cái phơm này phơm mâm soi lùng lực rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 3 có chiều cao 90 ngang 80. Tàn cơ mâm soi rất là đẹp ha. Lùng lực. Đế đem bao đế ha. Đó, quả đen nhất đây 19 nha cô chú anh chị. Đó, cũ một cục luôn ha. Rồi cái mã số 3 em giao lưu của chú anh chị 800k, em bao sống bao ship toàn quốc, cây em bao già luôn ha. Tàn tán rồi ok nha cô chú anh chị. Rồi đổi cây. Chú anh chị có chốt hàng bên em nhớ ngày nhớ mã số giúp em ha. Số điện thoại của em là 0907 086 124, đó cũng là số Zalo nha cô chú anh chị. Rồi mã số 4 có chiều cao 80 ngang 80 luôn. Đó. Cao 80 ngang 80 luôn. Mã số 4. Cái phơm tàn này rất là đẹp ha. Đang lên bông lên qua nha, búp nụ rất là nhiều nha. Rồi. Quanh nhỏ nhất đây 13 ha. 13 rưỡi tới 13 ha. Đế là một cục luôn ha. Cộng đế nó bự hơn tay cái em nhiều ha, rất là lực cây ha. Mã số 4. Giá 800k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc. Cũ nở em đế đều, đế em bao đế ha. Hàng đế sắp không ha. Rồi đổi cây. Vàng lá nhỏ nha chú anh chị. Trang vàng lá nhỏ. Rồi mã số 5 cũng là trang vàng lá nhỏ luôn. Đó, form này form mâm soi rất là đẹp ha. Lùng lực. Cái này là nửa lên nó gực bông một cái ha thôi nha. Rồi mã số 5 có chiều cao 90 ngang 90 luôn. Đó, form này mà rất là đẹp ha. Cũ nở đế đều luôn ha, đế một bệt nha. Hoành đây 13 ha. Nó cây rất là vàng nha anh chị. Rất là dài cây ha. Rồi mã số 5 có giá là 800k, em bao sống bao ship toàn quốc. Tàn tán cũ đế em bao ha. Rồi đổi cây. Cây rất là đẹp ha. Rồi mã số 6 cũng là vàng lá nhỏ luôn. Đó, form này form mâm soi lùng lực rất là đẹp ha. Form cúc mâm soi mình đó. Rồi mã số 6 có chiều cao 90 ngang 80. Đó, cũ nở cũng đế đều ha. Quanh đây 15 ha, 14 ha. Thẳng thước ha. Rồi mã số 6 giao lưu 700k, em bao sống bao ship toàn quốc. 700k. Rồi đó cây ba xuống đó luôn đi ba, xuống đó nhiều nhiều.
nó hai cây nó được. Rồi mã số 7 cũng là vàng lá nhỏ ha. Cái form này form mâm soi lùng lực nha cô chú anh chị. Đó, cái này tàn tán này em ôm thử nè, cái này nhỏ nè, cây này nhỏ này em ôm nè. Cô chú anh chị định hình ra ha. Rồi cây này có chiều cao 90 ngang 80 rồi ha. Rồi mã số 7. Mã này mã số 7 nha chú anh chị. Cô chú anh chị có chốt hàng nhớ ngày nhớ mã số giúp em ha. Và anh em mình 15 nha cô chú anh chị. Em nhỏ nhất ha, cộng ghế thì thôi nó bự lắm. Rất là lực cây, cộng đồng này bự bự chứ. To lắm. Rồi mã số 7 có giá là 800k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc 800k. Rồi đó cây. Cây đó rất là sung cây ha. Rồi mã số 8 cũng là cây dân vàng lá nhỏ luôn. Form này tròn vo như trái banh nha cô chú anh chị. Đang lên bông lên nụ rất là nhiều ha. Rồi mã số 8 có chiều cao 80 ngang 80. Mã số 8. Cây nào cũng có đế cho nghe anh chị. Quanh đây 14 ha. Rồi, cây mã số 8 có giá là 650k, 650. Em bao sống bao ship toàn quốc. Rồi đó coi. Rồi mã số 9 cũng là vàng lá nhỏ luôn ha. Đó, trong vàng lá nhỏ form mà form cúc mâm xôi tàn lùng lực rất là đẹp nha. Cái này mình có Tết mình chơi hai cái chậu hai bên là nó gực bông cái là gan cúc mâm xôi nha. Rồi mã số 9 có chiều cao 80 ngang 70. Đó. Chương trình bên em là bao sống bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây này em bao già luôn, cây già nứt cơ me cho, nè quanh 17 nè. Để có luôn ha. Về khai thác thêm nha. Rồi mã số 9 700k em bao sống bao ship toàn quốc. 700k. Rồi đó kìa. Rồi mã số 10 cũng là vàng lá nhỏ luôn ha. Trang vàng lá nhỏ, bông này em bao ngay cho chú anh chị. Bông này nụ lên rất là nhiều ha. Bông ngay Tết nha. Rồi mã số 10 có chiều cao 90 ngang 80. Đế thì em bao luôn. Một cục đế vậy đó. Cây nào cũng có đế hết. Hoành nhỏ nhất đây 15 ha. Nè, cục thịt đây 15. Rồi đế rất là bự ha. Rồi hoành mã số 10 có giao luôn của chú anh chị 800 ngàn. Em bao sống con ship toàn quốc 800k. Form này rất là đẹp nha anh chị, tàn kính mít luôn ha. Rồi mã số 11 cũng là vàng lá nhỏ ha. Đó, tàn tán này em bao ha. Đang lên bông lên búp lên nụ rất là nhiều ha. Rồi mã số 11. Mã số 11 có chiều cao 90 ngang 80. Cũng là vàng lá nhỏ ha, chân vàng lá nhỏ nha anh chị. Quạnh đây 15 ha. Cây em bao già luôn ha. Mã số 11 có giá là 800k luôn. Em bao sống bao ship toàn quốc 800k. Rồi đổi cây. Rồi mã số 12 cũng là chân vàng lá nhỏ nha anh chị. Đó, vàng lá nhỏ luôn. Đó, em có 12 cây lùng lực rồi ha. Form này form mâm xôi rất đẹp ha. Số 12 cao 95 ngang 80. Cây bao già ha. Hoành 14 luôn nha cô chú anh chị. Thoát thân này cây này hơn tắc à. Rồi cái mã số 12 giá 700k em bao sống bao ship toàn quốc 700k. Rồi đó cây. Số điện thoại Zalo cây kiển của em là 0907 nha, 086124 đó cũng là số Zalo nha cô chú chị. Em ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp ha. Rồi cây mã số 13 cũng là chân vàng lá nhỏ luôn. Cây này có chiều cao 1m1, ngang 1m1. Cây này tàn rất là to ha. Đó. Cao 1m1, ngang 1m1. Cây này mình có không gian mình để hai chậu hai bên, Tết nó gực bông lên là lắm đẹp nha anh chị. Cây em cũng bao già luôn ha. Quanh đây 14 nha anh chị. Cây em bao già ha. Rồi cây này 1 triệu ha, mã số 13. Giá 1 triệu em bao sống bao ship toàn quốc, cây rất là to nha, rất là to nha anh chị. Người hai người ôm ha. Rồi đó cây. Nặng nha bà. Rồi mã số 14 cũng là vàng lá nhỏ luôn, em có hai cây lớn rồi nha. Đó, mã này mã số 14. Đó. Mã số 14 có chiều cao 1m1, ngang 1m. Cây này thoát thân hai tấc ha. Thoát thân cao rất đẹp ha. Rồi cây này có hoành. Hoành đây 12 rồi ha các anh chị.
cây nó già lắm ha, hoành nhỏ mà cây nó già ha. Rồi mã số 14 có giá là 1 triệu luôn em ba, sống bao ship toàn quốc. Rồi đó, cây cây rất là to ha. Rồi hết vàng tới đỏ nha mấy chị. Đó, đỏ lá nhỏ, cây form này cũng lùng lực rất là đẹp ha. Này gọn gọn ha. Nhưng mà hoành nó to. Rồi mã số 15 có chiều cao 90 ngang 70. Hàng đế sắp không ha, em bao đế. Đế một cục luôn. Này đỏ lá nhỏ. Hoành này rất to ha. Chi này chi rễ nó lên không sao, mình không thích mình cắt bỏ. Hoành 17, 18 ha. Hoành rất to, củ đế một cục luôn ha. Rồi cái mã số 15 giá 550k, em bao sống bao ship toàn quốc 550. Cây này form gọn gọn rất là đẹp ha. Rồi đó cây. Rồi cái mã số 16 cũng là đỏ lá nhỏ luôn. Đó, đang lên bông lên qua gực chân ha. Cây này cái tàn nó nhỏ nhưng mà cái hoành nó lớn nha các anh chị. Form này form nhỏ, nó nuôi cũ nuôi đế không à. Cây số 16 có chiều cao 80 ngang 65. 80 ngang 65. Hoành đây 17 ha. Rất to ha. Đế thì em bao đế không, đế sắp không ha. Rồi mã số 16 600k, em bao sống bao ship toàn quốc 600.000. Cái form này rất là đẹp ha, gọn gọn mà hoành nó to, đang lên bông. Rồi mã số 17 cũng là đỏ lá nhỏ luôn. Ồ, cây tàn tán ok ha. Mã số 17 có chiều cao 80 ngang 65. Mã số 17 có chiều cao 80 ngang 65. Hoành eo nhỏ nhất trên đây 17 nha các anh chị, rất là to ha. Mình to ha, cây già luôn ha. Rồi mã số 17 giá 600k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc 600.000. Mã số 17. Số điện thoại Zalo cây kiển của em là 0907086124 nha. Đó cũng là số Zalo nha các anh chị. Cảm ơn các chú anh chị thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi mã số 18 có chiều cao 80 ngang 65. Rồi cái này đế dữ lắm các anh chị. Này đế sổ đẹp lắm ha. Mã số này mã số 18. Cái này đế sổ rất là đẹp ha. Em đo cái cục thịt bự dưới đây coi. Bự dưới đây 18 ha. Cục thịt chỗ này nè, ngay cổ ghế nè. Đế đều chưa ha. Rồi mã số 18 giá 600k luôn. Em bao sống bao ship toàn quốc. Bên đây cũng có đế nữa ha. 600k. Rồi đó cây. Rồi mã số 19 cũng là đỏ lá nhỏ nha các anh chị. Nè cô chú anh chị có chốt hàng nhớ ngày nhớ mã số giúp em nè ha. Rồi mã số 19. Đó, cái form này nó gọn gọn thôi ha, mà hoành nó to ha, cây già ha. Rồi cái mã số 19 có chiều cao 80 ngang 65. Đó. Này đang lên bông lên nụ rất là nhiều ha, ngay Tết luôn nha. Hàng này em bao bông tới Tết luôn á. Dạ hoành đây 16 ha. Tính 15 đi, 15 gửi. Rồi mã số 19 giá 600k, em bao sống bao ship toàn quốc 600.000. Form rất là kín mít cho ha, bông đang lên luôn ha. Rồi đó cây. Rồi mã số 20 cũng là đỏ lá nhỏ luôn. Đó. Tàn tán em bao ha. Cây này cũng có đế rất là đẹp nha các anh chị. Rồi mã số 20 có chiều cao 80 ngang 60. Cao 80 ngang 60. Cây đế đắm là có đế sổ cho ha. Đế rất đẹp ha. Tôi ngay có rễ 14 nha các anh chị. Sổ xuống khoảng tắc á. Rất là duyên, cây này có duyên lắm nha. Cây này 500k, em bao sống bao ship toàn quốc. Cây mã số 20. Rồi đó cây. Rồi mã số 21 cũng là đỏ lá nhỏ luôn. Đó, 21. Rồi mã số 21 có chiều cao 80 ngang 65. Cây này em bao già hết ha. Đế đắm thì một cục luôn ha các anh chị. Đế rất đẹp ha. Hoành đây 15 ha, hoành to ha. Đế sổ không ha. Hoành cây 21 giá 600k, em bao sống bao ship toàn quốc 600.000. Rồi đó cây. Cái này mình về mình lên cái mình thay cái chậu kiểu vô ha, lục giác vô rất là đẹp nha các anh chị. Tết lên bông cái là rất đẹp ha. Rồi mã số 22 có chiều cao 80 ngang 65. Ồ, cây nào đế cũng một cục hết trơn ha. Đế đắm có hết trơn ha, tàn tán cũng bao đẹp luôn. Rồi mã số 22. Rồi ở đây đi ha, tút trên đi ha. 17 hoành nha các anh chị, rất là to ha. Đế một cục luôn nè. Rồi cái mã số 22 600k, em bao sống bao ship toàn quốc 600.000. Cây đế đắm có ha, tàn tán em bao luôn ha. Đăng lên bông lên qua rất nhiều.
Rồi mã số 23 cũng là đỏ lá nhỏ luôn. Đó, mã số 23. Mã số 23 có chiều cao 90 ngang 65. Cao 90 ngang 65. Cái này để em chỉnh lại, cái này chỉnh lại cho ngay ra. Đó. Đó, chiều cao 90 ngang 65 gì cô chú chỉ chỉnh lại ha, bầu hơi nghiêng. Cây em bao đế. Quành eo như đây 13 ha. Eo nhỏ nhất luôn nha các anh chị. Bao xích đây là 14, 15, 15, 16 á. Rồi mã số 23 600k. Em bao sống bao ship toàn quốc đế điệu cho ha. Bốn vách. Rồi đó đây coi. Rồi mã số 24 cũng là đỏ lá nhỏ luôn. Đó. 24 cũng là đỏ nhỏ luôn. Cây mã số 24 có chiều cao 80 ngang 65. Cái form này rất là đẹp ha. Form này form lùng lực nhỏ gọn ha, vàng đỏ gì cũng vậy. Mã số 24 cao 80 ngang 65. Quanh đây 13 ha. Tính 12 luôn đi. Dưới này. Rồi 500k, em bao sống bao ship toàn quốc, mã số 24 500.000. Rồi. Xuống. Rồi mã số 25 là Mỹ Hồng nha các anh chị. Đó, trang này trang Mỹ Hồng. Trang Mỹ Hồng ha, cây này của Mỹ Hồng này cũng bao đế luôn. Tàn tán em bao hết ha. Rồi mà cây trang Mỹ Hồng này số 25 có cao chiều cao 1m2 ngang 1m1. Trang này trang Mỹ Hồng nha các anh chị. Cao 1m2 ngang 1m1. Cái lô này là thoát thân khoảng 3 tấc trở lên nha, 3 tấc ăn lên không ngang các anh chị, thoát thân cao rất đẹp ha. Đây cây này em bao cũng bao Mỹ Hồng cũng bao đế luôn, có đế một cục luôn nè. Tại em cái này em kiền cho cứng chứ không nhân vấn đề nha, Mỹ Hồng kiền vậy nó mới cứng cây. Hoành đây 10 ha, 10 rưỡi ha. Rồi cái mã số 25 giá 600k, em bao sống bao ship toàn quốc 600.000. Rồi đó cây ơi. Mỹ Hồng ha, đang lên bông lên hoa rất đẹp ha. Rồi cái mã số 20. Mã số này mấy? Mã số 26 cũng là cây Mỹ Hồng luôn. Mã số 26. Đó. Cái này nó hơi nghiêng. Rồi mã số 26 có chiều cao là 1m2 ngang 1m1 luôn. Cái này thoát thân là 3 tấc trở lên không nha. Cái này thoát thân 4 tấc à. Đế thì em bao ha. Cây này cũng có đế cho nghe con chú chị. Quành đây 8 ha. Đó, quành 8 à. Đế điệu cho ha. Rồi cái mã số 26 giao lưu của chính chị 600k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc 600.000. Cây đang lên bông lên qua rất nhiều ha. Rồi mã số 27 cũng là Mỹ Hồng luôn. Đây. Đó. Em chìm lại bầu hay nghiêng à. Rồi mã số 27 có chiều cao 1m2 ngang 1m1 luôn. Cây thoát thân sạch bon nha, cây rất đẹp nha các anh chị, thoát thân sạch không ha. Quanh đây 10 ha, 10 rưỡi ha. Quanh bên bao 10. Có đế luôn, thoát thân khoảng ha, cây này thoát thân khoảng 4 tấc. Rồi cây mã số 27 giá 600k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc 600.000. Phơm tàn rất đẹp ha, đang lên bông luôn. Cái này búp nụ rất là nhiều ha. Rồi mã số 28 cũng là trang Mỹ Hồng luôn. Đó. Đế em bao đế hết. Mã số 28 có chiều cao 1m2 ngang 1m1. Tàn tán em bao ha. Tàn dù rất là đẹp ha. Tàn này cuôn đặc luôn nha các anh chị. Cái Mỹ Hồng cũng khó đo tại vì mình kẹp cây mình quấn con kem lum vậy. Quanh đây 8 ha. Cây em bao đế luôn. Mã số 28 cũng 600k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc 600.000. Phơm tàn rất là đẹp ha, để em nghiêng cho chị xem cái. Đó. Rất là đặc ha. Rồi đó cây. Số điện thoại Zalo cây kiển của em là 0907086124, đó cũng là số Zalo nha các anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ em lúc này ha. Rồi mã số 29 có chiều cao 1m2 ngang 1m1. Cao 1m2 ngang 1m1, rất là đẹp ha. Cây rất là đẹp ha. Thoát thân cao tán dù ha. Giờ đem đâu hoành. Cây Mỹ Hồng này cũng bao đế luôn nè các anh chị. Nó hoành đây 10 ha.
Đó, đế đắm thì một cục luôn ha. Đế bốn dắt hết. Mã số 29 700k. Em bao sống bao ship toàn quốc 700.000. Trang Mỹ Hồng. Mỹ Hồng này nó xuyên bông xuyên qua lắm nghe con chị, bông nó như cái tô mình vậy đó. Bằng cái tô mình lận. Này là lên bông ngay Tết luôn em bao ha. Búp nụ rất là nhiều. Rồi mã số 30 cũng là Mỹ Hồng luôn. Đó, mã số 30 có chiều cao 1m, ngang 1m1. Đó, cây em bao đế luôn ha, cây nào cũng có đế cho ngang luôn chị. Đế đắm một cục ha, quanh đây 10 luôn nha, 9,5. Đế đắm em bao hết. Đó. Rồi mà mã số 30 giá 600k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc 600.000. Tàn tán rất ok ha, bông đang lên gực hết trơn. Rồi mã số 31. 31 không ta? Đúng rồi, mã số 31 có chiều cao 1m1, ngang 1m1 luôn. Đó. Cái lô này là thoát thân cao ha, thoát thân cao tán dù rất là đẹp ngang của anh chị. Em bao thoát thân từ 3 tấc ăn lên. Cây mã 31 này có chiều cao 1m1, ngang 1m1. Cây cũng già cây lắm rồi ha. Quanh đây 8 ha. Quanh 8. Rồi cây mã số 31 cũng có giá là 600k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc 600.000. Cây này bông dữ lắm bông nha. Cây này quá trời bông. Rồi mã số 32 cũng là cây Mỹ Hồng. Này thoát thân cao tán dù ha. Đó, cây cũng bao đế luôn. Mã số 32 có chiều cao 1m2, ngang 1m. Đó. Cô chú anh chị có chốt hàng bên em nhớ ngày nhớ mã số giúp em ha. Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã tin tưởng em nhà vườn cũng như tin tưởng kênh LTK ha. Rồi mã số 32 có chiều cao 1m2, ngang 1m. Dạ quanh đây chính nha cô chú anh chị. Đó, đế thì em bao đế hơn một cục không á. Tại cái này mình kiền cho nó cứng cây Mỹ Hồng nó dễ nó yếu. Rồi cũng giá 600k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc mã số 32, 600k luôn. Rồi đó cây. Rồi mã số 33 cũng là trang Mỹ Hồng luôn. Ồ cái này đang lên bông rất nhiều ha. Lô này đang lên bông gực hết trơn nha các anh chị. Bông qua đang lên gực hết trơn. Rồi mã số 32 có chiều cao 1m, ngang 1m1. Cái này lùng lực ha. Cao 1m à. Để khó đo đem đo cái hoành hay gọi em hạo như quý anh chị coi em ha. Cây nào cũng có đế hết trơn á. Hoành đây 9,5 ha. Em bao 9,5 tính chính đi. Rồi mã số 33 giá 600k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc 600.000. Phong tàn rất là đẹp ha. Rồi mã số 34 cũng là cây cú liếp nha quý anh chị, cũng là trang Mỹ Hồng luôn. Mã số 34. Đó. Mã số 34. Mã số 34 có chiều cao 1m1, ngang 1m. Đó. Cây này đế em bao đế ha. Rồi quanh đây cũng chín nha các anh chị. Cây thoát thân 3 tấc mấy không á. Đế nào đế bự tay cái em trơn nè. Rồi mã số 34 700k luôn, em bao sống bao ship toàn quốc. Dạ cuối clip cũng chúc cô chú anh chị có mùa Noel Giáng sinh vui vẻ ha. Và hạnh phúc bên gia đình ha. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ kênh LTK cũng như ủng hộ nhà vườn ha. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại lúc sau ha. Rồi kênh LTK tạm biệt quý cô chú anh chị. Hẹn quý cô chú anh chị lúc sau. Quý cô chú anh chị yêu thích nhà vườn mình xứng. Hãy ủng hộ nhà vườn cũng như ủng hộ kênh. Cảm ơn quý cô chú anh chị.